Đố các bạn biết đây là gì và có ăn được không? Thằng Nguyễn Phạm M đang ở làng nghề truyền thống làm giấy bản Thanh Sơn. Hôm nay mình sẽ ghé qua thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Ở đây có nghề truyền thống làm giấy thủ công lâu đời đấy. Nguyên liệu để làm giấy ở đây là cây vầu non. Hiện tại đang là mùa măng, qua một thời gian ngắn nữa thì mọi người sẽ vào rừng chặt cây vầu để ngâm nước vôi. Sau khi ngâm khoảng 2 tháng thì sẽ ra như thế này. Các cô bảo trước đây mọi người sẽ dùng chân để dẫm, giờ thì dùng máy này để nghiền ra. Đây chính là phần sơ mà đã được nghiền ra. Phần nghiền ra vừa nãy sẽ được cho vào bể nước đánh tan ra. Sau đó cho một loại dây leo trên rừng có nhớt vào bể cùng để tăng độ kết dính. Công đoạn tiếp theo là tráng giấy với hai lượt vớt. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà đòi hỏi người thợ làm giấy phải có tay nghề và kiên nhẫn nha. Giấy này sau khi tráng sẽ được ép khoảng 30 phút để bớt nước nhé. Sau 30 phút thì sẽ được tập giấy như thế này. Dù vẫn còn hơi ướt nhưng mà giấy này dai, bóc ra từng tờ rồi xếp thành từng thiếp. Làng Thanh Sơn chủ yếu là người Dao đỏ sinh sống. Giấy bản được dùng trong các hoạt động như là cấp sắc hay là cầu an. Đợt này thì chè chưa mọc với cả lúa ngô cũng đã trồng cấy xong nên mình cũng muốn tranh thủ dạo quanh các làng nghề truyền thống. Chỗ nào mình có thể đi được thì mình sẽ lên video cho các bạn cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.